Chào bạn đã quay trở lại đến những phần kế tiếp của tốc độ ưu hóa tư duy phát huy tiềm năng. Thì thực sự là tôi rất là cảm ơn các bạn, những người đã tiếp tục theo dõi những cái đoạn clip này của tôi. Bởi vì tôi biết được rằng cái phần tôi đang nói với các bạn là một trong những cái phần cực kỳ chán, và thậm chí là các bạn cảm thấy là nó vô nghĩa và nó vô ích, nó không giúp ích được gì. Nhưng theo quan điểm của tôi á, là có những cái nền tảng, có những cái nhất định mà chúng ta cần phải biết. Thì cái tất cả mọi thứ khi mà để chúng ta phát triển, chúng ta khai phóng, chúng ta phải bắt đầu từ tư duy. Và bên cạnh việc chúng ta cải thiện tư duy của chúng ta tốt hơn, thì chúng ta cũng cần có những cái công cụ, những cái cách để giúp chúng ta truyền tải và chúng ta hình ảnh hóa, hoặc là chúng ta biến cái tư duy đó nó trở nên một cách gì đó nó hiện hữu hơn, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm việc một cách hiệu quả hơn. Việc tận dụng tư duy, việc hiểu tư duy và việc triển khai cái tư duy đó ra các hoạt động bên ngoài hàng ngày nó rất quan trọng. Đó là lý do mà tôi vẫn tiếp tục thực hiện những bài giảng này, và cảm ơn các bạn rất nhiều là các bạn vẫn tiếp tục theo dõi và đón xem những cái phần chỉ dẫn của tôi trong các quá trình tư duy ở đây. Để nói sơ thêm một xíu ngoài lời, thì theo tôi, quan điểm của tôi á, và cũng giống như những gì mà tôi cảm nhận thấy là nó đúng thông qua những gì tôi học được, thì tôi thấy được rằng việc bạn xây dựng nền tảng, việc bạn nắm được những cái yếu tố cốt lõi của một việc gì đó, nó sẽ giúp cho bạn tư duy về mọi thứ và sẽ giúp cho bạn tiến lên trong mọi thứ, và bạn có thể đi xa hoặc là xa rất là nhiều. Giống như là nếu như bạn xây dựng được cái nền tảng, những cái gốc rễ ban đầu của bạn càng chắc, càng sâu bao nhiêu, thì bạn sẽ càng có khả năng vươn xa, vươn cao bấy nhiêu. Một tòa nhà, nếu bạn xây cái móng cho nó cực chắc để chứa được đến 100 tầng, thì dù lúc đầu bạn chỉ mới có 1 tầng thôi, nhưng sau này bạn muốn lên 100 tầng, 50 tầng, 70 tầng, thì cỡ nào bạn cũng chứa được, miễn nó vẫn còn nằm trong cái giới hạn cho phép của cái tầng đó, đúng không nào, của cái nền móng mà bạn đặt ra ban đầu. Vậy thời gian đầu, nếu bạn dành thời gian đó để bạn đào sâu những cái nền móng, đào sâu những cái tập trung thời gian á, để đào sâu những cái cốt yếu, những cái cốt lõi, thì về sau bạn sẽ vươn xa, vươn cao được. Giống như một cái cây, nếu như muốn cao bự và muốn có thể bám rễ chặt, bạn thấy được rằng bộ rễ của nó rất khỏe và phải rất là sâu, và gần như không có mưa sa bão táp nào có thể đánh bật được nó. Cũng tương tự như vậy, tôi thấy được rằng để học và phát triển được tư duy khai phóng, để có thể mở đầu của chúng ta ra hơn, mọi thứ đều bắt nguồn từ tư duy. Và bên cạnh đó, chúng ta khai phóng không chỉ cho chính mình mà phải cho tính cả những người khác. Vì vậy, chúng ta cần phải biết cách làm sao để có thể giúp cho người khác tiếp cận được với tư duy khai phóng. Tức là chúng ta phải biết cách để khai phóng họ bằng những bộ công cụ thực tế, những cái bộ công cụ có thể đùng một cái là có thể triển khai ra và giúp cho họ cảm nhận được liền. Đấy là lý do mà nếu bạn xem cái những phần cuối cùng, cái phần mà chinh phục thử thách của tôi trong bài giảng về trí nhớ, ứng dụng phương pháp ghi nhớ, bạn sẽ thấy được rằng nó rất hiệu quả. Và đó là lý do tại sao mà việc tận dụng hiệu quả ghi nhớ nó sẽ giúp cho bạn khai phóng được người khác dễ hơn, giúp cho bạn mở rộng được tư duy của mình tốt hơn và hỗ trợ người khác mở rộng tư duy. Bởi vì không gì học và giỏi hay hơn bằng việc là mở rộng tư duy cho người khác. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp mới, đó là phương pháp sơ đồ tư duy. Như bạn có thể nhìn thấy ở trong cái hình, đúng không nào? Thì sơ đồ tư duy á, nó được làm nên từ rất là nhiều thứ, và đặc biệt nó nằm ở trung tâm, và sau đó nó được mở ra bởi các nhánh, và mỗi nhánh là mở ra rất nhiều thứ, và trong đó có hình ảnh. Trước tiên tôi sẽ hết cho bạn biết là tại sao cái sơ đồ tư duy lại có hình ảnh như vậy, nó lại làm như thế. Bởi vì thứ nhất là bây giờ bạn hãy thử nhắm mắt lại đi, hãy thử đi nhắm mắt đi, cứ nhắm mắt đi. Rồi bạn nhắm rồi đúng không nào? Bạn tiếp tục nghe tôi nói nha, hãy nhắm, vẫn cứ nhắm mắt và nghe tôi nói. Bạn hãy hình dung về trái táo, bạn hãy hình dung về con voi, bạn hãy hình dung về cái quả đất, trái đất á. À, rồi giờ bạn có thể mở mắt ra rồi. Bạn có thấy không? Tất cả những hình ảnh mà bạn vừa tưởng tượng nó đều xuất phát từ chính giữa. Đấy là lý do bạn thấy được rằng trung tâm của mind map nó nằm ở chính giữa. Não mình hình thành, nó đi theo một cái, đó là một cái linh khái niệm rất là quan trọng, đó chính là cái gì? Liên kết tương ứng. Những gì khớp với nhau sẽ đi với nhau rất là dễ. Là bạn sẽ thấy được rằng khi bạn giống như tương tự, khi bạn làm việc với ai đó mà hiểu ý bạn, làm việc với bạn nó khớp với nhau, thì mọi thứ nó đều vận hành rất là tương tự như vậy. Do đó cách bạn trình bày mọi việc nó khớp được với cái cách bạn, cái não bạn nó tập trung và nó hình ảnh bao nhiêu, thì nó sẽ giúp cho bạn đi được dễ dàng hơn bấy nhiêu. Và nếu mà bạn tiếp tục nhìn vào các sơ đồ tư duy ở đây, bạn có thể thấy được rằng một điều đó là gì? Các sơ đồ tư duy ở đây á, nó vẽ bằng rất nhiều màu sắc, và nó thậm chí có cả hình ảnh ở trong đó, từ của nó rất là ngắn. Bởi vì sao? Thứ nhất, nếu bạn nhìn thấy á, cái nếu bạn lấy bạn lên mạng á, bạn search ra cái hình ảnh, bạn chỉ cần ghi là neuron thần kinh, thì bạn sẽ thấy được là cái hình ảnh cục neuron thần kinh nó giống như cái biểu đồ mind map này. Tức là luôn luôn có một cái tâm, và nó chỉ ra những cái nhánh nhỏ, chỉ ra những cái nhánh chính, và từ những nhánh chính này chỉ ra những nhánh nhỏ hơn. Đấy chính là cách mà các đường dẫn neuron thần kinh của chúng ta đi. Và đấy chính là lý do tại sao khi mind map đi ra đời,
nó khớp được với cái hệ vận động của neuron thần kinh của chúng ta và khiến việc nhìn, đọc và làm tất cả mọi thứ dựa trên mắt rất dễ hiểu và rất rõ ràng và rất để người ta catch up theo. Thứ hai rồi đúng không? Thứ ba, rồi thấy ở trên đây có rất là nhiều màu sắc. Bởi vì sao? Bởi vì não bộ thích màu sắc. Thứ tư, bạn thấy có những cái hình ảnh phụ trợ cho nó. Đơn giản, đó là bởi vì não bộ của chúng ta thích hình ảnh và chúng ta tư duy bằng hình ảnh. Bạn nên nhớ con chó nó nhớ là bằng cách nó ngửi và nó nhớ mùi. Nhưng con người thì bên cạnh nhớ bằng năm giác quan thì cái giác quan để nhớ mạnh nhất của họ là gần như họ nhớ mọi thứ bằng hình ảnh. Bạn có bao giờ bạn gặp một người mà nói ấy da, nhớ mày nè nhưng mà tôi quên tiêu mất tiêu tên mày rồi. Có nghĩa là bạn dùng cái hình ảnh đó để bạn nhớ. Thứ năm là bạn sẽ thấy được rằng là gì, các ngôn từ rất ngắn gọn. Bởi vì sao? Não bộ thích những gì đơn giản. Vậy là bạn đã thấy việc bạn sử dụng mind map một cách hiệu quả nó sẽ giúp cho bạn được một việc, đó chính là bạn đang đồng bộ hóa cái cách mà bạn tư duy, cái cách não bộ bạn tư duy với cái cách bạn thực thi nó ra bên ngoài. Thì tương tự như vậy, khi bạn trình bày mọi việc bằng mind map có những hình ảnh và đúng theo nguyên tắc não bộ á, bao nhiêu thì bạn thấy được rằng là những khán giả của bạn hoặc những người nghe bạn nói họ sẽ dễ dàng theo ý của bạn và họ dễ dàng nhớ những gì mà bạn làm. Cộng thêm việc áp dụng các phương pháp ghi nhớ trước đây tôi đã chỉ cho bạn, bạn sẽ khiến mind map trở thành một cái công cụ cực kỳ quyền năng hơn. Thì bây giờ để tôi chỉ cho bạn là về cái cách để mà vẽ một cái mind map nó hiệu quả và nó đúng hơn ha. Thì bây giờ bạn có thể tôi sẽ bắt đầu tiến hành chỉ cho bạn trong tới đây. Rồi hãy đón xem chúng ta sẽ làm sao để có được cái mind map này nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu về cái phần là để vẽ mind map. Rồi tôi sẽ vẽ mind map cho các bạn. Rồi ở đây ví dụ như đầu tiên tôi sẽ vẽ ở trung tâm, đó là tôi muốn đang nói về mind map đúng không? Rồi mind map, khi tôi nói về trung tâm, rồi ở trung tâm đây là cái trung tâm tôi sẽ vẽ. Sau khi tôi vẽ cái trung tâm này ra thì tôi sẽ cần vẽ những cái nhánh chính, thì tôi sẽ dùng chính luôn bài học của mind map và thông qua cái cách vẽ đó tôi sẽ cho các bạn nhớ luôn hình ảnh hóa từ cái mind map này luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn một màu khác. Đây rồi, trong đây có những cái màu nào ta? Sao chỉ có một màu thế này? In color. Bây giờ tôi cho nên tôi chọn màu xanh dương. Rồi cái nhánh kế tiếp của tôi muốn cho nó là màu xanh dương. Rồi bây giờ thì nhánh này á, tôi sẽ nói nó rằng là gì, khi vẽ mind map á, bạn cần có một trong những cái yếu tố đó chính là bạn cần phải có hình ảnh. Rồi là bạn đã xong rồi đúng không nào? Mình có thể vẽ thêm xíu cho nó giống cái mind map kia. Rồi đó là về yếu tố hình ảnh. Rồi những yếu tố nào cấu thành nên mind map nữa? Còn có cái yếu tố đó chính là bây giờ tôi có thể là dùng màu xanh lá cây chẳng hạn. Rồi ngoại trừ hình ảnh thì chúng ta cần phải có một cái yếu tố nữa, đó chính là yếu tố về màu sắc. Phải có màu sắc. Đấy, chúng ta cần phải có màu sắc. Rồi đó, chúng ta cần phải có màu sắc. Rồi ngoài màu sắc ra, khi đã có hình ảnh, đã có màu sắc thì chúng ta cần phải có gì nữa? Chúng ta cần phải có một cái, đó chính là keyword, hay nói cách khác đó là bạn cần phải có được cái được gọi là từ khóa, tức là những cái từ ngắn gọn đúc kết được cái ý của mình. Đấy là bạn cần có từ khóa. Rồi khi bạn đã có được từ khóa, bạn có được hình ảnh, bạn đã có được màu sắc, đây là ba cái yếu tố mà gần như là quan trọng nhất của một cái mind map khi mà bạn vẽ ra, đúng không nào? Thì bên cạnh đó thì bạn còn có thể làm được những cái khác nữa, đó chính là bên cạnh này, bên cạnh hình ảnh, bên cạnh từ khóa, bên cạnh màu sắc, thì bạn cần lưu ý cái việc bạn tạo ra hình ảnh, việc bạn tạo ra màu sắc, nó cũng nên có một cái yếu tố, đó chính là bạn cần tạo ra một cái gì đó nó liên quan, nó có sự liên kết. Hay nói cách khác là bạn đang áp dụng một cái yếu tố của trí nhớ, đó chính là nếu mà bạn khiến cho cái những từ khóa, hình ảnh, màu sắc của bạn nó có sự tương quan về một cái nó yếu tố tương quan gì đó với cái điều mà bạn muốn trình bày lên trên đây, và khi đó đồng thời là nó có một cái hình, chẳng hạn như là hình ảnh thì nó liên kết với lại một cái điều gì đó trong cái phương pháp ghi nhớ của bạn chẳng hạn, thì nó cũng sẽ giúp cho bạn hiệu quả hơn. Nó lập dị đi nhưng mà nó outstanding một xíu, nó kết hợp đúng được cái nguyên tắc ghi nhớ thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hay là để tôi nói ở đây
Tôi sẽ thay thay cái từ liên kết này bằng một cái, đó chính là tôi sẽ nói nó là bằng hiệu quả trí nhớ, hay là tôi sẽ nói là nó cần kết hợp với lại trí nhớ siêu việt. Trí nhớ đấy, tức là sao? Bạn sẽ thấy được rằng là việc bạn có hình ảnh, việc bạn có màu sắc, việc bạn có từ khóa và việc bạn biết vận dụng các kiến thức về việc để giúp cho người khác ghi nhớ một cách hiệu quả hơn, kiến thức về trí nhớ, cái cách để có trí nhớ siêu việt, thì bạn sẽ khiến cho mind map của bạn trở nên ấn tượng và người khác sẽ hiểu ý của bạn lên hơn rất nhiều. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi sâu vào từng cái trong những cái nhánh chính này. Bạn nên nhớ không, đầu tiên bạn luôn luôn vẽ, đó là bạn vẽ được là những cái tâm. Sau khi bạn ra cái tâm, bạn vẽ trước những cái nhánh chính. Sau khi những cái nhánh chính xong, bạn sẽ đi vô từng nhánh phụ. Ví dụ ở cái phần nhánh hình ảnh đi, ở cái phần nhánh hình ảnh tôi sẽ nói về ở phần cái nhánh hình ảnh, ở phần nhánh hình ảnh này tôi sẽ nói về chẳng hạn như hình ảnh ở đó nên là hình ảnh đơn giản, chẳng hạn đơn giản đấy, ví dụ vậy. Rồi hình ảnh ở đây á là nên là những cái hình ảnh có thể dạng biểu tượng đấy đấy. Rồi là khi mà tôi đang vẽ ra nhánh nhỏ đúng không nào, hoặc là những cái mà tôi nói về ví dụ như là tôi nói về cái trí nhớ đi, tôi muốn nói về cái trí nhớ đi thì tôi cần phải có là gì, trí nhớ ở đây thì tôi sẽ cần biết nó được rằng là nó cái phương pháp trí nhớ ở đây đó, nó cần phải để nhớ được kỹ hơn đó, thì chúng ta cần phải làm cho nó là lập dị. Rồi nó cần liên quan đến năm giác quan chẳng hạn đúng không, năm giác quan. Rồi ở đây ví dụ như lập dị, tôi có thể cho nó một cái hình ảnh đi, thằng đang vậy lẻ lưỡi ra, lập dị. Còn về năm giác quan, tôi có thể ở đây tôi sẽ vẽ mắt, tôi vẽ là mắt. Rồi không, tôi vẽ nè, tôi sẽ vẽ ra thêm những cái nhánh nhỏ hơn, mắt nè, rồi tôi có lỗ mũi nè, đó, rồi xong rồi tôi có tai nè, đó, rồi xong rồi tôi có xúc giác đúng không, xúc giác tôi cho nó vậy đi, đó, tai mắt mũi, rồi tôi có miệng đúng không, đó thì tôi sẽ có cái lưỡi. Đó, có cái lưỡi, đấy cái môi xè ra cái lưỡi, đấy. Thì bạn có thể thấy được rằng, ở đây tôi đã chỉ ra cho bạn, nhắc lại một lần nữa ha, bạn nhìn vô đây, bạn sẽ thấy được rằng khi mà chúng ta làm về việc một cái mind map, có những cái chúng ta cần lưu ý như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta cần phải có hình ảnh, luôn luôn nên nhớ là cố gắng có hình ảnh trong đó. Thứ hai là chúng ta cần phải có màu sắc. Nhưng cái quan trọng nhất có thể đó chính là chúng ta phải biết chọn ra những từ khóa mà chúng ta muốn thể hiện từ những cái ý rất là dài ra. Và cái thứ tư là chúng ta cần kết hợp những cái phương pháp trí nhớ. Đó là những cái mà chúng ta có thể dùng trong một cái mind map. Và quy trình làm mind map thì như thế nào? Đầu tiên vẽ ra cái tâm. Sau khi chúng ta vẽ ra cái tâm xong, chúng ta hãy vẽ ra những cái nhánh chính mà chúng ta muốn. Sau khi chúng ta vẽ ra những cái nhánh chính rồi, trong tầng nhánh chính chúng ta vẽ ra những cái nhánh phụ mà chúng ta muốn đề cập vô thêm. Thì khi đó nó sẽ giúp được cho ta ở một việc là cái mind map của chúng ta nó sẽ ngày càng mở rộng ra và nó sẽ ngày càng cụ thể hơn. Người ta nhìn vô, người ta sẽ thấy, bạn thấy được rất rõ là nguyên một cái nhánh lớn được triển khai ngay hết. Khi nhìn nhánh lớn xong, người ta mới nhìn đến những nhánh nhỏ hơn. Để cho dễ, chúng ta hãy quay về cái mind map trước. Chúng ta có thể thấy được rằng ở đây là gì. Đúng là cái tâm, nó đã chỉ ra cho bạn một cái tâm rất rõ ràng. Trong cái tâm này, nó nói rằng để sáng tạo thì chúng ta cần phải có 5 cái yếu tố chính. Đó là phải có biết ứng dụng nè, phải biết dùng mind map nè, phải có tạo ra hiệu quả nè, phải có cái những cái ý tưởng mới nè, và dùng để thuyết trình nè, và chúng ta làm sao để áp dụng vào những cái việc rất là căn bản đó. Rồi trong từng cái ý nhỏ thì nó lại, bạn sẽ thấy được rằng nó chia ra rất là nhiều nhánh nhỏ hơn đấy, và trong mỗi nhánh nhỏ nó lại chia ra những cái nhánh nhỏ hơn nữa. Vậy là bạn đã biết được rằng rồi đấy, cách để mà vẽ một cái mind map như thế nào cho hiệu quả. Hy vọng rằng cái phần bài giảng của mình đã giúp cho bạn hiểu được thêm về cái mind map này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái phần để cho chúng làm một cách là gọi là ứng dụng tức thời để làm được mind map. Thì ở trong đây tôi có 5 thử thách cho bạn, thì tôi sẽ chỉ chọn ra một thử thách trong đó để làm ví dụ cho bạn. Ở đây chẳng hạn như tôi có là gì, cần thiết là mục tiêu, cần tóm tắt một câu chuyện, cần nói về các nguyên tắc đã thành công, tôi muốn mô tả về bản thân và kể một câu chuyện cuộc đời. Thì trong năm cái này chúng ta phải tôi sẽ chọn ra một cái, đó là chẳng hạn như ở đây
tôi muốn nói về mô tả bản thân đi và bằng mind map để cho nó dễ hiểu. Rồi, vậy thì đầu tiên như một mọi điều, tôi sẽ gửi ở đây vẽ cái tâm, tôi sẽ nói về bản thân. Tôi sẽ nói về bản thân. Rồi, đây là từ khóa về bản thân. Rồi, khi nói về bản thân, tôi có những điều gì tôi muốn nói về bản thân? Đầu tiên, tôi có muốn nói về cái kiểu giống như là tôi gọi là về cái mà mình có trong ngôn ngữ bình thường mình gọi là nhân khẩu học á, thì tôi sẽ nói là xuất thân. Tôi muốn nói về xuất thân của tôi. Rồi, xong. Nếu bên cạnh tôi muốn nói về xuất thân của tôi còn muốn nói gì nữa? Tôi còn muốn nói một cái, đó chính là tôi muốn nói về sở thích của mình. Sở thích của mình. Rồi, xong. Rồi, nói về sở thích của mình, rồi tôi còn muốn nói một điều gì cho người ta muốn biết gì về tôi. Tôi còn muốn cho người ta biết được rằng đó là phương châm sống của tôi. Thì tôi sẽ lấy một trái cây đi. Rồi, phương châm sống. Tôi sẽ có là cái gì? Phương châm sống, tôi sẽ ghi là BC sống. Đấy, đây là cách để tôi ghi, tôi muốn ghi từ khóa theo kiểu của tôi mà, đúng không nào? Rồi, thế bên cạnh phương châm sống rồi tôi còn muốn nói gì nữa ta? Tôi còn muốn cho mọi người biết về một việc nữa. Đó chính là thì ra đâu rồi? Thì tôi muốn cho mọi người biết về tôi có một cái phương châm, tôi có xuất thân như vậy, tôi có sở thích như vậy, tôi có phương châm sống như vậy. Và tôi cũng muốn khoe cho mọi người một xíu về thành tựu của tôi. Về thành tựu của tôi. Rồi. Đấy. Rồi, vậy là tôi đã chỉ ra được hết tất cả những cái ý chính mà tôi muốn truyền tải. Thế thì kế tiếp tôi sẽ đi vô sâu hơn là về xuất thân tôi sẽ nói những gì. Thì trong xuất thân tôi sẽ nói về chẳng hạn như là tôi tên là gì, đúng không? Tôi tên là Đức. Rồi, ok, tôi tên Đức. Rồi, xong cái kế tiếp cái bên cạnh xuất thân thì tôi sẽ muốn nói về gì? Tôi muốn nói về tuổi. Tôi sẽ nói về tuổi của tôi. Rồi, tôi sẽ nói về cái trường tôi đang học. Trường tôi đang học. Trường UEH. UEH. Đấy, đúng không nào? Rồi, bên cạnh nói về đây là chẳng hạn như đây là những gì mà tôi muốn giới thiệu về tôi, đúng không? Tôi đang năm nay là 24 tuổi. Rồi, tôi 24 tuổi, tôi tên Đức. Tôi đến từ trường đại học UEH. Rồi, đó là về xuất thân của tôi. Rồi, thì ở đây ngoài ra bạn nên nhớ như tôi đã nói, chúng ta cũng cần phải vẽ hình ảnh, đúng không nè? Thì về xuất thân thì có những cái tôi thích ở đây là tôi thích cây tre, bởi vì gần như là thì nhớ rằng là cây tre nó gắn liền với lại hình ảnh những cuộc kháng chiến cực kỳ vĩ đại của một ai đó, và chúng ta đã bị nhồi sọ và sống cuộc đời với lại cây tre. Nó vô tình bây giờ cây tre là hình ảnh về quê hương, về xuất xứ của một con người. Rồi, tôi tên là Đức. Thì ở đây để mọi người nhớ đến tôi, thì tôi sẽ cho mọi người nhớ đến một cái người còn dễ nhớ hơn cả tôi nữa, đó chính là Hitler. Tức là đất nước sản sinh ra Hitler, đó chính là phát xít Đức. Ý, cái này không phải là ký hiệu của phát xít Đức rồi, giải lộ rồi, nhưng mà bạn nhìn vô anh tưởng tượng ha. Rồi, tôi 24 tuổi, tôi làm sao để cho người ta nhớ rằng tôi 24 tuổi? Thì số 2 giống con ngỗng, số 4 giống cái thuyền. Thế là tôi cho người ta cái gì? Có con ngỗng nó đang ngồi trên chiếc thuyền. Đấy, nó đang ngồi trên chiếc thuyền. Đấy, con ngỗng ngồi trên chiếc thuyền. Tôi vẽ hơi xấu ha. Rồi, xong, tôi học từ trường UEH. Đây là một trường đại học kinh tế, nên chỉ cần cái chữ UEH là người ta cũng biết rồi. Người ta cũng biết đó là trường gì rồi. Rồi, đấy, thế là tôi vẽ xong. Rồi, vậy bây giờ tôi đã nói về xuất thân tôi xong. Kế tiếp, tôi muốn nói về sở thích của tôi. Thì khi mà tôi muốn nói về sở thích của tôi sẽ có những cái điều gì tôi muốn nói. Ví dụ như ở trong đây sở thích của tôi muốn biết rồi, tôi muốn cho người ta biết về là sở thích ăn uống của tôi. Rồi, sở thích giải trí của tôi, đây là cái hai mảng mà tôi muốn cho người ta biết về cái sở thích ăn uống và giải trí của tôi. Thì trong ăn uống, cái sở thích ăn uống của tôi nó bao gồm gì? Là tôi thích ăn sô cô la nè. Rồi, tôi thích ăn chay. Nhưng mà mặc dù tôi không ăn chay nhiều, nhưng mà thật sự trong lòng tôi rất thích ăn chay, nhưng mà rất tiếc là không có cơ hội để ăn chay. Rồi, xong. Cái xong rồi tôi còn có thích ăn gì? Tôi thích ăn khoai tây chiên, đúng không? Khoai tây chiên. Cái hình ảnh khoai tây chiên á, nó giúp cho tôi nhớ đến một cái tôi đại diện nó luôn cho dễ. Tôi thích ăn KFC, đó, KFC. Rồi, ngoài ra tôi thích một thứ lắm, đó chính là kẹo dẻo. Gummy bear. Thì ở đây tôi không ghi kẹo dẻo, tôi vẽ cái hình gummy bear của tôi. Đó,
Gumi Bee của tôi đã đó tôi nhìn vô tôi muốn nói cho người ta biết là tôi thích Gumi Bee là con kẹo dẻo sô cô la. Tôi có thể dùng cái hình ảnh này đó 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 sô cô la dẻ hơi xấu à, nhưng mà đủ quan tâm nghĩ sao nhìn vô là hiểu được rồi. Rồi tôi thích ăn chay thì ở đây bởi vì là tôi thích ăn chay mà đúng không, nên tôi sẽ dẻ ba cây nhang đi đó, ba cây nhang bởi vì sao ăn chay là cúng nhang rồi đó, ví dụ vậy. Rồi về giải trí tôi muốn cho người ta biết là gì, tôi rất thích đọc sách nên ở đây tôi không cần ghi ra chữ đọc sách, tôi chỉ cần dẻ cuốn sách đấy. Rồi dẻ cuốn sách rồi, ngoài ra ngoài đọc sách thì tôi thích xem gì, tôi thích xem anime à, tôi rất là thích xem hoạt hình, phim hoạt hình Nhật Bản. Vậy thì ở đây tôi sẽ để là gì, tôi sẽ để đó là cái hình ảnh nhân vật hoạt hình Nhật Bản đi, bảy viên ngọc rồng. Đây tôi vẽ cái hình này à, không tôi vẽ tôi ghi chữ A đi đó, anime đại diện cho chữ anime. Rồi tên nó về sở thích xong, thế thì về phương châm sống thì sao? Về phương châm sống tôi sẽ muốn giới thiệu cho mọi người biết là tôi có một cái có nghĩa là tôi có một cái câu châm ngôn, ví dụ châm ngôn đúng không, là cái lời nói, tức là cái miệng của tôi nói đó. Rồi ngoài ra tôi còn có một cái là tôi luôn luôn ghi trong tim mình. Vậy cái miệng tôi luôn luôn nói là gì? Tôi luôn luôn nói là luôn, phương châm sống của tôi là khi nói là luôn luôn nói những điều tích cực, thứ hai là luôn luôn nói những điều giúp để người ta tiến lên đó. Tôi dùng hình ảnh đó tôi giải thích. Rồi còn về trong tâm của tôi á, là tôi luôn luôn có phương châm sống, đó là nếu đã sống rồi thì phải sống là số 1, luôn làm điều tốt nhất, nếu đã không làm thì thôi, mà đã làm phải làm điều tốt nhất. Rồi phương châm sống thứ hai của tôi là về, còn là về gì nữa, tôi muốn nói về một cái, đó chính là bên cạnh đó thì tôi luôn luôn muốn sống ở một cái cuộc đời, đó là sống để đáng sống, tức là tôi muốn có một cái cúp vinh dự của cuộc đời. Cái cúp này đó chính là chiếc cúp của trái tim, sống một cuộc đời đáng sống, sống một cuộc đời mình không bao giờ hối hận. Và phương châm sống mà tôi luôn luôn theo đuổi đó chính là làm sao để khai mở được tri thức và để giúp được cho nhiều người tiến bộ hơn, thì đó chính là phương châm sống, đó là một trong những phương châm sống của tôi. Thế là gì, tôi thích tôi trở thành một bờ vai, đó tôi trở thành một bờ vai để cho nhiều người đứng lên, nhiều người trông chờ. Đấy, đấy là phương châm sống của tôi à. Rồi về thành tựu, có những thành tựu gì mà tôi muốn khoe với mọi người à, tôi muốn khoe với mọi người rằng tôi cũng tham gia, tôi từng đậu 4-5 cuộc thi, 4-5 thi đó. Thì sao, ở đây tôi sẽ vẽ ra cái bột đó, tôi sẽ vẽ ra cái bột này đúng không, 2-3-1 và rất tiếc là tôi thường nằm ở cái hàng khuyến khích à, đây mới chính là tôi đó, để tôi nhấn mạnh vô à. Rồi thành tựu kế tiếp của tôi có nữa là cái gì, là bây giờ có thể là có thu nhập thụ động, tức là cái gì, có tiền, có cái máy nó bắn ra tiền chiu chiu chiu. Đấy, đây là thành tựu của tôi muốn nói về thành tựu của tôi. Kế tiếp tôi có một cái thành tựu gì nữa mà tôi rất là thích nữa, đó chính là tôi đã đọc được hơn 360 cuốn sách đúng không, hơn 360 cuốn sách đấy. À, đó 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 đấy, đấy là một trong những cái thành tựu mà tôi muốn nói với mọi người. Rồi ngoài ra còn rất nhiều thành tựu nữa đúng không, đấy là một cái ví dụ cơ bản để tôi cho mọi người thấy được rằng đây là cách để mày vẽ ra được một cái mind map, đây là cách để mà bạn hình thành nên cái diễn đạt của bạn. Bạn thấy là trong quá trình tôi làm á, tôi khi mà có hình ảnh bạn sẽ để ý được rằng là bạn dễ nhớ hơn và bạn dễ bắt kịp hơn. Và bên cạnh đó với những cái gì đó mà làm lập dị đi thì tự nhiên không, bạn sẽ nhớ, có thể là tự nhiên không, sau cái phần ngày hôm nay bạn sẽ nhớ một cái điều, đó là Hàng Đức có một cái thành tựu, nó đậu được 4-5 cuộc thi đó, nhưng mà nó thường giải khuyến khích. Bởi vì sao, bạn thấy là tôi đang vẽ cái 1, 2, 1, 3 bạn đang rất là trông chờ rồi tôi hạng nhất, hạng nhì hay hạng ba, nhưng cuối cùng tôi nói cho bạn này tôi thường đậu giải khuyến khích à, nhớ là bạn nhớ ở thằng này nó hay đậu giải khuyến khích. Rồi có thể một cái mà khiến bạn cũng gây sốc cho bạn, có thể là suốt cái cuộc đời bạn chưa bao giờ gặp được một ai đó mà đọc được nhiều sách như tôi, chỉ còn trẻ mà đọc được nhiều sách như tôi là đọc đến 360 cuốn. Và thật sự có thể đó là một trong những cái làm cho bạn bất ngờ, ồ sao thằng này đọc nhiều sách như ta, có thể là đó là lý do mà nhìn mặt nó đủ đủ vậy ví dụ vậy hay là có những cái bạn có thể bất ngờ về phương châm sống của tôi chẳng hạn, thì bạn sẽ có những cái bạn nhớ, bởi vì nó đều có một cái trạng thái lập dị ở trong đó, có những cái hình ảnh để bạn nhớ đấy. Thì bạn thấy được rằng như tôi đã nói ở trên là mind map, bằng cách bạn sử dụng hình ảnh, bạn sử dụng màu sắc, bạn sử dụng các từ khóa và bạn
kết hợp với các nguyên tắc trí nhớ mà tôi đã chỉ cho bạn, bạn sẽ khiến cho người khác dễ dàng hiểu ý tưởng của bạn hơn. Khi bạn trình bày cái gì đó ra giấy bằng mind map, nó sẽ khiến mọi thứ rất là rõ ràng và tiện lợi cho người khác để theo dõi cái ý tưởng của bạn. Và lúc đó xin đảm bảo với bạn rằng bạn đã thắng được tâm trí của người ta, và bạn khiến người khác rất là dễ bắt kịp vô theo. Như cái cách mà tôi đã giúp cho bạn phần nào nắm được về bản thân tôi, thì đấy là một trong những cái mà hiệu quả, đúng không nào? Hãy áp dụng điều này và áp dụng cái phương pháp trí nhớ vô để bạn làm hiệu quả cho cái phần gọi là làm mind map của mình. Tự nhiên không đến đây tôi quên. Thì hãy hiệu quả vô, hãy làm mind map một cách hiệu quả hơn, và hãy giúp cho cái việc làm mind map này nó trở nên thú vị hơn và nó xứng đáng hơn với lại công sức của bạn. Và đặc biệt nha, tôi khẳng định với bạn, bạn thấy được rằng nếu mà bạn muốn ghi nhớ một cái điều gì đó, bạn vẫn có thể dùng mind map. Nhưng ở đây tôi đang dùng cho bạn một ứng dụng, đó là gì? Dùng một cái gì đó để nói về một điều mà bạn đang muốn vạch ra cho người khác thấy, hoàn toàn hiệu quả và người khác dễ dàng nhìn vô một cách. Nếu mà cái này tại vì được viết rõ ràng, bạn thấy là người ta nhìn vô người ta sẽ biết được rằng à, có một thằng đang nói về bản thân nó và nó muốn nói về xuất thân, sở thích, phương châm sống, thành tựu, ví dụ vậy. Và trong đó nó rất là rõ ra có những gì và có hình ảnh đồ minh họa. Chỉ cần bạn nói một xíu nữa thôi, giải thích về hình ảnh, lập tức người ta sẽ nhớ ngay là về những gì mà bạn muốn chia sẻ. Quá tiện lợi, đúng không nào? Và thật sự bây giờ mới là hy vọng rằng cái phần trình bày của tôi và những cái phần tôi giúp cho bạn giải quyết một cái thử thách trong đây đã giúp được cho bạn có thể một cái góc nhìn hiệu quả hơn, giúp cho bạn được một cái công cụ để bạn có thể trong cái việc là hướng dẫn người khác, trong cái việc đi làm việc sau này, hoặc là trong bất kỳ một việc học nào của mình, hoặc bất kỳ một điều gì mà bạn muốn, trong trình bày ý tưởng của mình ra giấy hiệu quả hơn rất là nhiều. Thành công sẽ đến với bạn rất là dễ dàng, bởi vì bạn đã chiến thắng được tâm trí của người khác và khiến cho người khác cảm nhận rất là dễ chịu những gì mà bạn đang làm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe clip này. Hãy làm tiếp tục những thử thách còn lại, có thể bạn sẽ gửi cho tôi để cùng tham khảo với bạn. Và bạn có thể dùng điều này, những gì mà tôi đã hướng dẫn cho bạn, đi hướng dẫn lại người khác, lan tỏa cái giá trị này, giúp người khác khai phóng hơn bằng cách là có nhiều tri thức hơn. Và bên cạnh đó, bạn muốn người khác khai phóng như thế nào, bạn có được cái tư duy để khai phóng được người khác, nhưng chỉ đừng đơn giản là nói, hãy vẽ ra giấy, hãy dùng mind map, hãy dùng kiến thức trí nhớ để làm cho người khác ấn tượng với những gì bạn nói. Và người khác dù không đồng ý với bạn nhưng họ mãi mãi nhớ về những gì bạn nói, và một ngày nào đó khi họ phát hiện ra được rằng là những gì bạn nói là đúng, họ sẽ nhớ lại rất rõ ràng và chi tiết cặn kẽ những gì mà bạn đã trình bày cho họ bởi phương pháp trí nhớ và mind map ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều, hẹn gặp bạn vào những phần kế tiếp của làm tối ưu hóa tư duy, phát huy tiềm năng của chúng ta. Cảm ơn bạn rất nhiều.